cho ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn yêu cầu đối với việc lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào. Số người ứng cử trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân ở một đơn vị bầu cử phải đáp ứng yêu cầu nào. Việc thay đổi đính chính hồ sơ ứng cử có thể được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Yêu cầu đối với việc lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, quê quán, nơi ở hiện nay, trình độ nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác của người ứng cử và một số thông tin bổ sung khác, như ngày vào đảng, lại là đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng Nhân dân các khóa nào chưa. Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo từng đơn vị bầu cử được xếp theo vần chữ cái ABC. Tổ chức phụ trách bầu cử cần ghi đúng họ và tên đã khai trong hồ sơ của người ứng cử. Trường hợp họ và tên khai sinh của người ứng cử khác với họ và tên thường dùng hoặc người ứng cử có chức vị, pháp danh, pháp hiệu theo tôn giáo, thì tại phần ghi họ và tên người ứng cử trong danh sách người ứng cử họ và tên khai sinh được viết trước họ và tên thường dùng hoặc chức vị pháp danh theo tôn giáo viết sau và được đặt trong dấu ngoặc đơn. Không cần ghi bí danh hoặc các tên gọi khác, chỉ sử dụng trong phạm vi hẹp hoặc đã lâu không còn sử dụng. Trong các trường hợp này, việc ghi họ tên người ứng cử trên danh sách người ứng cử hoặc trên phiếu bầu cử có thể viết liên tục trong một dòng hoặc thể hiện thành hai dòng liền nhau, nhưng phải có cùng kiểu chữ, cỡ chữ như họ và tên của những người ứng cử khác trong cùng danh sách. Trường hợp họ và tên của những người ứng cử có phần tên giống nhau thì căn cứ vào phần họ để xác định thứ tự. Trường hợp phần họ cũng giống nhau thì căn cứ vào phần tên đệm. Trường hợp trùng hoàn toàn cả họ tên và tên đệm thì xếp theo ngày tháng năm sinh. Người nào có ngày tháng năm sinh sớm hơn thì được xếp trước. Tuy nhiên, các ủy ban bầu cử cần lưu ý không bố trí, sắp xếp hai người ứng cử có họ và tên trùng nhau trong danh sách những người ứng cử ở cùng một đơn vị bầu cử để tránh gây nhầm lẫn cho cử tri. Người ứng cử đại biểu Quốc hội chỉ được ghi tên vào danh sách chính thức những người ứng cử ở một đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị hành chính nào thì cũng chỉ được ghi tên vào danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở một đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp tương ứng trên địa bàn đơn vị hành chính đó. Thưa quý vị và các bạn, số người ứng cử trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân ở một đơn vị bầu cử phải đáp ứng yêu cầu nào? Số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội phải nhiều hơn số đại biểu Quốc hội được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó ít nhất là 2 người. Số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở từng cấp phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó. Nếu đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là 2 người. Nếu đơn vị bầu cử được bầu 4 hoặc 5 đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là 3 người. Trường hợp đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được ấn định bầu 1 hoặc 2 đại biểu thì số người ứng cử chỉ cần nhiều hơn số đại biểu được bầu ít nhất là 1 người. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ xem xét quyết định trong trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử vì lý do bất khả kháng và hướng dẫn để Ủy ban bầu cử các cấp xem xét quyết định đối với trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị bầu cử vì lý do bất khả kháng. Thưa quý vị và các bạn, việc thay đổi đính chính hồ sơ ứng cử có thể được thực hiện như thế nào? Trường hợp từ sau khi nộp hồ sơ ứng cử đến trước khi công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân mà người ứng cử có sự thay đổi một số thông tin hồ sơ ứng cử đã nộp
như nơi ở, nghề nghiệp hoặc trình độ, các hình thức khen thưởng mà không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn điều kiện ứng cử, thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia hoặc Ủy ban Bầu cử nơi đã nhận hồ sơ ứng cử hướng dẫn người ứng cử làm văn bản gửi Ủy ban Bầu cử đề nghị đính chính, ghi rõ những thay đổi trong hồ sơ và cam đoan việc đính chính là đúng sự thật. Nếu sai thì người ứng cử phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội đã nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì sau khi nhận được văn bản đề nghị đính chính của người ứng cử, Ủy ban Bầu cử cần báo cáo ngay bằng văn bản đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc đính chính hồ sơ của người ứng cử kèm theo văn bản tài liệu đính chính mà người ứng cử đại biểu đã nộp trước đó để thực hiện việc đính chính. Trường hợp sau khi danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử đã được công bố và niêm yết thì không thực hiện việc đính chính và in lại danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử để thay thế cho nội dung đã công bố, niêm yết nữa. Song Ủy ban Bầu cử cần cập nhật thông tin vào danh sách khi công bố kết quả bầu cử. Trường hợp nội dung đính chính liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội thì cần báo cáo bằng văn bản đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia để thống nhất trong việc cập nhật và công bố thông tin. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phổ biến luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và chúng tôi, những người làm chương trình, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số tiếp theo của chương trình.